nhìn nhà kho toàn vãi mày. Toàn là đúng rồi. Nếu quyết định đụng đến bọn tài móng dài á thì chỉ có lên trời thôi bạn ơi. Sợ gì? Anh mày cốc có sợ. Hôm nay chết á. Bây giờ đang tụ với anh em. Đoàn tụ thì vui đấy. Nhưng mà tao nghĩ là nên trả thù cho anh em trước. Sau đó mình đoàn tụ cũng chưa muộn. Mày nói chỉ có đúng. Vô tận cái chuồng chó này còn mang theo anh em này làm cái gì? Bình tĩnh đi, chỗ này chỉ là tụi tao ăn nhậu thôi. Tụi bay có hàng chưa? Tụi bay ói hàng ra trước. Mày nói gì nữa lại tao nghe thử coi. Mẹ mày biết bố mày là ai không? Đây là địa bàn của tụi bay, tiền chủ hậu khách. Tụi bay ói hàng ra trước, tụi tao đưa hàng ra sau. Hay là mày nghĩ tụi tao ngu? Được. Soi cho kỹ. Hàng ô ly 4mm, 70g một mét vuông. Hàng Âu lại hiếm, chính phủ cấm 10 năm nay rồi. Còn bây giờ tao hỏi lại, hàng của tao có chưa? Mở mẹ mắt to mày ra mày nhìn. Tập kiểm tra 200 trang không bìa. Ở đây tụi tao có 10 cuốn, ngoài xe còn 490 cuốn nữa. Mày cứ kiểm tra, mày cứ thoải mái mà kiểm tra đi. Tao biết nó là kiểm tra rồi, nhưng mà tao phải kiểm tra coi có nó phải tập kiểm tra giả hay không chứ. Bây giờ tao nói là giả. Mày điên à?
đi á, tao bị bắn rồi. Mày! Mày nữa! Tao đoán tụi bay đến từ bang 5K để báo thù đúng không? Bây giờ mày biết khôn ra. Mày chết chắc rồi. Tao sẽ giết mày. Xong rồi tao sẽ giết hết tất cả những người tụi bay quen biết. Để cho mày biết đụng tăng tài này, mày sẽ phải hoàn lương hối cải. Mày đâu rồi? Minh! Minh! Nam, hình như huynh đệ kiếp này tôi khác họ. Huynh đệ kiếp sau nguyện chung nhà. Ha 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 ha